đi hôn lê. Mọi người chào mừng mọi người ở channel của mình. Và vẫn câu nói quen thuộc đó của mình và hôm nay là một tựa game kinh dị. Nó về gì ta? Joker, yeah. Vua hề Joker đó vậy. Nhưng mà phiên bản kinh dị chứ không phải là bình kinh dị nha, chứ không phải dị như Joker này là kinh dị. Ok, Hàn Quốc chương 1 luôn. Chế độ chơi trẻ con đi. Mình là trẻ con mà. Chơi trẻ con thôi các bạn. Đi đây. Hai ngày trước bé đi gọi cho tôi và cô ấy nói là quay trở lại Derry. Sau đó tôi không thể liên lạc cô ấy nữa. Một vài nhân chứng nói rằng cô ấy mình thấy lần cuối gần ngôi nhà này. Rồi nó bỏ mày đi rồi, nó kiếm thằng khác rồi đó. Trời ơi. Đã 27 năm kể từ lần cuối chúng tôi đụng độ tên hề Benny White, hắn đã quay trở lại chỉ là một sự trùng hợp. Cô từng tìm ra hy vọng Benny sẽ ổn bắt cóc rồi xong mất tiêu luôn. Quan hệ điếm lắm mẹ. Mình vẫn chưa có test game này á, đó mới vô là vô cốt truyện luôn đó. Mình vẫn muốn giữ cái chất riêng của mình, mới gọi là cái chất. Ủa thế nào tao đứng ngoài nhà luôn á, vô lý. Đánh đồ hả? Đánh đồ à, lên lầu, lầu trên mình sẽ ra nhà bếp đĩ hè đủ xanh bớt nha đĩ hè tờ giấy bêu à. Cái gậu đọc lá thư này có thể tôi đã chết. Chắc tôi muốn về muốn cứu mình. Tôi đã bị bắt cóc bởi gã hề ghê à. Hắn nhốt tôi và những người khác trong căn nhà này, hắn săn đuổi chúng tôi nhưng món đồ chơi hắn ăn nỗi sợ hãi của chúng tôi ngày qua ngày khác. Hãy rời khỏi đây. Sao mày ngu vậy, tự nhiên cái xàm thiệt, tự nhiên cái mình vô đây luôn bạn. Tự nhiên cái đứng ngoài cửa giờ vô đây luôn. Xong lô thiệt. Hôm đồ. Ok, sẽ đi ra ngoài bạn. Nó đĩ hè quýnh. Thôi ăn đồ coi. Em xíu xuống nhà bếp. Mình xuống nhà bếp nè. Đúng không? Không phải. Nhà bếp này. Nhà bếp nè. Con dao mẹ. Rồi hồn lề chuẩn bị chết cho tao rồi hồn lề. Hồn lề à, tủ cầu chì. Hồn lê. À, đi hồn lê. Mày hồn lê. Núp, đi hồn lê thôi đi. Hello, motherfucker. Đi hồn lê. Chị nhanh thế, đi hồn lê. Ngày 4 luôn các bạn. Đĩ hồn lề chơi chết mình luôn. Thôi mình sẽ đi đường này. Đĩ hồn lề. Trời. À, giết đĩ nhện các bạn. Cái người què vậy. Đĩ nhện gớm vậy. Hơi khó. Game hơi khó nha. À, đĩ hôn lề. Mình không biết mình đâu vậy. Mình sẽ có thằng ăn. À, đi hùng lề. Chờ.
Yên nằm vô cái không nghe. Nằm vô nhà bếp các bạn à, đi qua gặp gã hùng lệ này nha. Bếp các bạn. Nó bên đây, nó bên đây, nó bên đây, nó bên đây, nó bên đây. Điên à. Không à. Khốn nạn, nó trên đây luôn. Phịch. Lên điện em. Đúng rồi, mình sẽ kiếm gã cảnh sát mà. Cảnh sát mình gặp nãy đâu ta? Đi cảnh sát. Có đủ, chạy một vòng ra. Cái này. Cảnh sát nằm đâu đây nè. Nhà đế ui. Ui. Thôi anh Hồng Lệ ơi. Hồng Lệ ơi, cút anh Hồng Lệ ơi. Đi vô bạn. Hồng Lệ điếm lắm. Hello. Hello. Lồn lè. Ngồi xuống chơi mà chơi nè mày. Cười cười cất. Hôm nay nè. Zombie. Viên cảnh sát. Cái này mất nhiều tiết. Núp. Không mẹ nó. Nó vô vậy. Đi chót đi. Ê, Hồng Lệ đứng chó quá nha Hồng Lệ. Ở đây nè. Được không em? Cảm ơn đã có tôi. Tiếp. Tôi đang tìm bạn của tôi. Anh có thấy cô gái đây không? Tôi không nói ai cả, tôi đến đây để điều tra một vụ số mất tích của gần đây. Tôi gặp cái báo con người vật đó. Còn anh vượt khỏi đây. Tôi tìm mẹ tôi trước khi quá muộn, có thể quay gặp nguy hiểm. Ok, hãy cẩn thận cầm lấy chìa khóa này. Đến thư viện em, bạn có thể tìm thấy được cái gì đó hữu ích. Ngon. Đưa luôn đi, cầm làm chí. Đi không? Nhìn như zombie vậy, gớm chó vậy. Thư viện nằm bên kia đúng không? Đĩ hồng ý da. Nó đĩ hồng lề dù quay lại hết hồn. Ui. Ok. Nãy mình mới thấy cái gì mà ta. Nó ở đây à. Thư viện. À, thế là bên kia tuốt dưới kia luôn vậy. Đi hơi lâu á. Đúng rồi, đi tuốt kia luôn. Đi Hồng Lệ xuất hiện bất cứ khi nào. Cái gì vậy? Hồng Lệ. Vô. Còn phim nằm đâu? Sao bé làm được gì? Ây da. Thôi đỡ quá hả? Ok, mình sẽ skip qua, mình sẽ xem điện gợi ý nha. Ok, mình sẽ bỏ vô ứng là miệng đồ này. Ngay đây á. Cụm phim, ôi, phải đi lại rồi. Đi qua lấy cụm phim mà. Vô đây để có thể nấp bất cứ khi nào.
kiếm đây rồi đúng không? Ui, vợ ai nó đây luôn à. Mình sẽ lấy cuộn phim. Cái thằng hồn lè này. Thấy sao? Cơ liên. Anh đi. Mình sẽ để cho nó đi qua, mình chạy cái vèo à. Đi lẹ bạn. Thằng này nó bị cứ như nó bị tật các bạn. Đi chậm chó vậy. Vô thư viện. Cuộn phim. Cái phim nhìn Sida vậy. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Ok, mình sẽ gửi hộp sơ cứu đâu nhỉ? Con dao đâu nhỉ? Như con dao mình tìm thấy rồi. Trên màn hình của máy chiếu góc bên phải. Đây 29 2 ồ. Đây 8927. Ok 8927 rồi. Mình sẽ mở mật mã căn phòng đó. Đây 8927. Trời nhìn bức tranh nè. Gớm chó thiệt. 8927. Enter. Kéo. Tỉa. Ở đâu đây? Ok. Làm được gì các bạn? Để mình coi gửi coi. Tìm cây kéo. Hết hồn má. Con chuột. Thức ăn cho chuột nào ở đâu? Nhìn đâu ta? Khá là nhiều thứ các bạn. Và tập này mình chỉ chơi ở đây thôi. Và nếu bạn thấy video của mình hay thì để lại cho mình một like, một subscribe và đừng quên chia sẻ video này nha, để có nên mà đội mình làm tiếp các tập sau. Và hôm nay chúc các bạn có một ngày các bạn. Bye bye.